Xin chào mọi người nha, em lên số tiếp theo VL số 890 ạ. Lô này thì em lên tổng cộng 19 mã hàng nha. Đây ạ, gồm có các loại cần như thế này. Lô cần đều là cần carbon hết. Và giá em báo là chưa gồm phí vận chuyển, phí ship đối với mỗi đơn hàng là 30.000 ạ. Khách có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em qua số điện thoại 0932455407 hoặc kết nối vào Zalo giúp em để chốt đơn nha mọi người. Khách ở Đà Nẵng thì mọi người có thể ghé xem hàng trực tiếp ạ. Rồi em sẽ đi vào mã đầu tiên. Đây mọi người có thêm một cái combo dây cuốn cần nè. Dây đai cuốn cần em có set 5 sợi như thế này ha. Đây, hai cái này là hai bộ. Hai bộ. Và một cái sợi dây ruby móc và bảo hiểm nha mọi người. Đây nè, cái này thì dây nó rất là mềm, một bộ của nó sẽ như thế này. Hai sợi giống nhau nhé. Hàng này còn tốt, ok hết ạ. Còn bên đây là cái sợi mềm hơn nữa nè. Và dài hơn, cái này cuốn 2-3 cây ok mọi người. Đây nha, hai sợi giống nhau. Thì cái combo này là combo dây quấn cần giá 100k, gồm 5 sợi nha mọi người. Hai bộ và một cái sợi ruby móc móc ở phần chui á. Đó, 5 set, 5 sợi như thế này, set 100k. Tiếp theo em lên một ít lưỡi câu, lưỡi ga ma cao su mọi người nha. Đây, cái này em có cái loại này đây, em có cái này là lưỡi form dài nha. Form dài. Đây là cái số của nó là số 12 này. Số 13 ồ nó sổ ra. 12 nha mọi người. Số 13. Số 14. Và số 16. Và số 16. Đây chi tiết của lưỡi là như thế này, đây cái lưỡi số 12 đây ạ. Đây là cái lưỡi số 12. Cái lưỡi này á, cái lưỡi này là lưỡi form dài, nó có ngạnh ở lưng nữa nè. Rất là bén luôn mọi người nha, nó có cần ngạnh nhỏ ở lưng. Và ngạnh nhỏ ở đây. Đây là cái form 12, form lưỡi dài. Đây, đây là cái form số 12 nha. Tiếp theo nữa là cái form số 13 này. 13 thì nó nhỉnh hơn một chút. Cái form thì tương tự nhau mọi người nha. Form tương tự nhau, nó sẽ có phần ngạnh lưng giống nhau hết. Form giống nhau, đều nó khác cái kích cỡ thôi. Đây là cái số 13 ha. 13 nó nhỉnh hơn này. Nó dính tay, lúc nãy em có đính cái băng dính đó, nên là tháo ra nó dính cái băng dính nơi tay xíu. Đó, là số 13 nhá. 13 nó nhỉnh hơn. Đây là 14 này. 14 nó cũng nhỉnh hơn cái số 13. 14 này thì cái gói lưỡi là màu trắng đó. Đây là số 14 nha. Đấy, và đây là số 16. 16 em còn 4 gói, còn lại là các số khác thì còn nhiều nha mọi người. Đây là 16, 16 em còn 4 gói thôi. Có phần ngạnh lưng này và phần ngạnh nhỏ ở đây ha. Đây là 4 kích cỡ của lưỡi. Mọi người xem vỡ ô ly, 4 ô ly giúp em nha. Đây là vỡ học sinh và vỡ 4 ô ly nha mọi người. Rồi, thì cái lưỡi số 12 á, lưỡi số 12 là đây, nó sẽ có 14 lưỡi trên một vĩ như thế này. Giá 25k một vĩ đồng giá nhé. Số 13 thì nó sẽ có cũng 14 lưỡi trên một vĩ. Đó là số 13. Số 14 của nó, số 14 thì nó sẽ có 13 lưỡi trên một vĩ. Đây là số 14 ạ. 14 là 13 lưỡi trên một vĩ, số 14. Đấy, và số 16, 16 thì nó sẽ có là số 16. Đây ạ, 16 thì nó sẽ có 12 lưỡi trên một vĩ. Là 16 là số lớn nhất. Đây kích cỡ của lưỡi thì ở trên đây ha. 13, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 14 và 16. Đấy, kích cỡ của nó đấy. Giá là 25k một vĩ đồng giá, em ship từ 4 vĩ lưỡi 100.000 nhé. Mọi người lấy số lượng bao nhiêu thì cứ báo cho em ha mọi người. Đó, đó là lưỡi câu, rồi em đi vào cần ạ. Mã số 1. Cây số 1 là em có một cây cần 3 khúc dây trong nha mọi người. Để em xuất camera qua đây. Cây này cây 3 khúc dây trong. Dài là hàng của Suzumi. Chiều dài cây này nó sẽ là 3 mét. Ngọn cây này mềm nha. Cái này dạng cần lua 3 khúc. Độ cứng tầm ML thôi ha, 10-15. Tay cầm cán mút bát vặn này. Hàng Suzumi, của Hàn Quốc xuất Nhật nha.
Khoen của nó sẽ là khoen xích titanium này, khoen xích gold ha. Còn nguyên bản 3 khúc còn đẹp. Mới đẹp nhá, màu trắng như thế này. Đầu bu titanium. Dài là 3 mét. Độ lớn ngọn là 2.1 ly. Đây, cứng tầm 10-15 thôi. Khá là mềm. Mã số 1 giá là 500.000. Trọng lượng của cần á, là 180g ạ. Giá 500 mã số 1. Rồi lên tiếp mã 2. Mã 2 cây này là cứng L Matrograph ha. Cây này thì full túi, mới đẹp nha mọi người. Dòng Chotino Matrograph Chotino. Có hộp đầy đủ, dòng này nó có hộp, có túi đầy đủ, dòng này nó chỉ có túi như vậy thôi, không có hộp nha. Chotino 632L. Dì dài của cây này là 1m9. Tải mồi là 2-5g, tải dây là 2-5lb nhé. Mồi nhẹ thôi mọi người nhé. Giá của nó đây. Cây này thì hàng còn đẹp nhé. Có túi, ở giấy tờ đầy đủ, túi đầy đủ. Đây là chi tiết của cần. Nhẹ chỉ có 70g thôi. Rất là nhẹ nha. Tay cầm đây ạ. Bát này. Matrograph Chotino. Đây. Đồ cứng UL. À, đồ cứng L mà thông số tải so với những dòng khác nó là UL đó mọi người. Khá là mềm ạ. 5g thôi. Giá cái này là 1.500.000. Nhẹ chỉ có là 70g. Dàn khoen của cần tất cả sẽ là khoen full reset hết nha. Cần nguyên bản. Độ lớn ngọn cần là 1,7 ly. Nhầm mọi người nhé, 1,5 ly. 1,5 ly, ngọn là 1,5 ly, nhẹ là 70g, giá là 1.500.000 mã số 2 ạ. Tiếp tục mã số 3. Số 3 là một cây Shimano. Dòng Lurus. Cái này Lurus UL nhé, dòng Freegen, Shimano Freegen 76 UL. Có 4 lóng rút, hàng này của China xuất nhập. Tổng thể cần như thế này ạ. Cần mới đẹp nha mọi người. Tem nhãn ok đầy đủ này, vát vặn Shimano Freegen. Dài là 7,6 là 2m28 nhé. Tải mồi là từ 1-7g. Tải dây 2-5lb. BE là 0.2-0.8. Dòng UL rút nha mọi người, của Shimano. Đây, khoen Furi rất là đẹp. Đầu bu là Furi xích. Cái này thì không có túi hộp nhé. Ngọn em đo là 1,4 ly. 1,4 ly là độ lớn ngọn cần. Đây, các lóng bên trong đây ạ. Carbon sắn này. À, từ lóng 2 là carbon sắn vân dạng vân mù thế này ha. Cần nguyên bản còn mới, rất là mới luôn. Cái này là mã số 3 nhé, giá là 1.400.000. À, chụp zin của cần. Giá 1.400.000 mọi người nhé. Cây này là mã số 3, một cây Lurus UL của Shimano Regen. Trọng lượng cần là 102g, gọn 70cm, 1.400.000 nhỉ. Cây số 4 là cây Abu. Cây này là lua luôn, 4 khúc mọi người nhé. Cây Abu 4 khúc máy ngang, hàng mới. Hàng mới đẹp này, giấy tờ trong đây đầy đủ hết nha. Túi cứng đầy đủ luôn. Túi có chuyên ngăn đựng từng lóng cần. Dòng Abu X-Rock Feel. Đây là góc của nó nè. Logo có chui cần đầy đủ. Phôi cần mới đẹp nhá, bát Furi vặn. Aburasa Mobile Bắc có dẫn lóng đầy đủ. Đây, các lóng là có dẫn lóng hết nha. Đây cái lóng thứ hai. Thông số đây ạ. Cần là chiều dài 2m1, cứng mờ. Dài 7 feet nè. Tải mồ là 3,5-24g. Tải dây 8-20lb. BE 0.8-1.5, hàng của China xuất nhập ạ. Phôi carbon sắn, khoen Furi. Đây. Có dẫn lóng đầy đủ nhá. Cây này thì rất mới luôn nha mọi người. Bu cần là bu Furi xích, cần nguyên bản nha. Đường kính ngọn cây này sẽ là 1,8 ly ạ. 1,8 ly nhé, mã cần số 4. Giá cây này sẽ là 2 triệu. Số 4 giá 2 triệu. Cần này thì trọng lượng của cần sẽ là 130g nhé. 130g và chiều dài đút gọn đây. Để em quên đo cái chiều dài thu gọn của cây cần. Em đo chiều dài nhé. Nhẹ là 130g. Chiều dài thu gọn của cây này là 58cm. 58cm là chiều dài thu gọn nhé. Hàng full túi cứng như này. Giá là 2 triệu.
dài là 2m1, lua rút máy ngang, độ cứng M ạ. 2 triệu mã số 4. Rồi tiếp theo lên mã 5. À, một cây cần khúc nha, một cây cần 3 khúc của Daiwa. Đây là một cây màu xanh như thế này. C-Power 53m3, khoen Bass Fury, tổng thể của cần. Cây này thì ngoại hình cũng sáng đẹp nha, khoen của nó sẽ là khoen Fury như thế này. Fury xứ xám, không lỗi lầm ha, Bass Fury, khoen Fury. Cứng 50, dài 3m3, made in China. Hàng của China xuất nhập, tem nhãn ok đầy đủ hết. Độ cứng 50, độ dài 3m3, đầu bô chấm sóng. Đây ạ, đầu bô của cần đây, bô xích chấm sóng ha. Ngọn cây này em đo là 2 ly. 2 ly ạ, cứng 50, dài là 3m30 ạ. Hàng của China xuất nhập đây qua nha mọi người. Trọng lượng cần này là 274g, 3 khúc. Giá cây này là 1 triệu. Mã số 5. Mã số 5 giá 1 triệu. Cây số 6 là một cây Gamakatsu 3m9. Gamakatsu 3m9 ha. Đây nè, cây này ngoại hình cũng rất là đẹp nha mọi người. Mới đẹp, logo Gamakatsu phần chu cần. Đây. Bát của nó luôn ha, bát của hãng Gama. Độ cứng 50, dài 3m9, dòng Gamakatsu Leo ARC này. Đây. Khoen cây này là khoen lá xích chân đen. Đấy, nguyên zin nguyên bản nhé mọi người. Cần khá là sáng đẹp. Đây. Tất cả là khoen xích hết. Rất là nhiều khoen. Độ cứng 50, độ dài là 3m90. Đường kính ngọn cần là 2,4 ly ạ. 2,4 ly nha mọi người. Dòng này nó dẻo theo kiểu nó dẻo toàn thân đó mọi người. Trọng lượng là 418g, dài 3m9, độ cứng 50, giá là 1.600.000. 1.600.000, cây cần Gamakatsu 3 khúc ạ. 50 và 3m9. 1.600.000. Đó là mã cần số 6 nha. Tiếp theo mã số 7. Số 7 là một cây 2 khúc. Cây này là một cây UL 2 khúc nha. Màu cam. Tay cầm là cán gỗ bằng cần thì rất mới luôn ha. Bát vặn như thế này, hát nhôm bát vặn. Phần đây là người ta làm phần bần ATB-60UL. Độ cứng UL dài 1m8. Tải mồi cái này nó tầm khoảng 7g. Khoen hãng. Cái này khoen hãng nhé. Khoen hãng loại xứ đen. Phôi cần mới đẹp. Nhẹ 86g. Dài là 1m8 nha mọi người. Cần carbon. Cái này giá 600. Ngọn em đo là 1,6 ly, giá 600.000, mã cần số 7 nhé. Nhẹ 86g, giá 600.000. Tiếp theo cây số 8 là một cây cần bè 2 khúc, máy ngang ạ. Cây này là cây Alpha Tucker, chiều dài là 2m7. Dài 2m7 ạ, một cây 2m7 máy ngang nhé, độ cứng 50 cho tới 80, khoen Fury Xích. Phần góc đây. Alpha Tucker, phô carbon sắn nha. Bass Fury luôn này, Bass Fury mấy nha. Ngoại hình cây này ok, sáng đẹp. Kansai, Yumezin Kansai 2m7 nhé. Cứng 50 cho tới 80. Đây, dàn khoen, khoen Fury Xích nha. Đây, dàn khoen đời cao đẹp nha mọi người. Và ngọn này. Đồng bộ khoen Fury Xích thế này. Đọt tháp ha, đọt tháp đặt bên trên, rất là nhạt khoen. Bô cũng là bô Fury Xích luôn. Ngọn em đo cái này là 1,5. 1,5 ly ạ. Đây, nó chỉ mềm cái phần ngọn thôi. Phần thân cây này, dòng này thân cứng. Cái này giá 1 triệu, mã cần số 8 ạ. 196g ạ, giá 1 triệu, 2m7. Cây máy ngang nha. Tiếp theo mã số 8. À, đây là mã số 8 rồi, tiếp theo mã số 9. Số 9 cũng là một cây lua này. Cây này là một cây Golden Mint, cần lua 2 khúc ạ. Tay cầm này. Cái phần đế ở đây nó bị mòn một xíu mọi người nhé. Phần chui này, chui ở đây là chui mút xốp á, nó bị mòn một xíu phần chui. Hàng của Golden Mint là một cây cần hàng China xuất nhập.
hát vặn made in China này. Dòng này thì nó sẽ có chiều dài á, là 9 feet, độ cứng M, 2m7 cứng M, lưu mồi là từ 40 cho tới 65g, PE là 1-3 chấm, cái này thông số tải cũng khá cao ạ, 65g, dài là 2m70, 2 khúc ha. Đây, ngoại hình của nó cũng còn ok mọi người nhé. Khoen cần này sẽ là khoen Furisic. Đây, nó không nứt khoen nào hết, nhưng mà cái chân keo, cái lớp keo thì lâu ngày nó có ố keo mọi người. Đây, cái lớp keo này nó có vàng 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 này, là do keo ha, chứ không phải là do khoen đâu. Theo lâu ngày nó bị ố vậy. Còn khoen tất cả là khoen xích hết, Furisic. Dòng này khoen lớn. Và ngọn của nó đây ạ. Này, tất cả là Furisic nhé. Cái khoen này là số 20. Khoen đầu tiên là khoen 30. Khoen đầu tiên là khoen 30. Khoen này là khoen 20. Đây, đồng bộ kiểu khoen hết nha mọi người, không có lỗ khoen nào nha. Đầu bộ đây, bộ Furisic luôn. Cái này cũng còn tầm 80-85%. Ngọn là 2 ly. Hàng của Golden Min, 2 khúc 2m7 cứng M. Trọng lượng cây này là 190g, giá 1.300.000. Mã số 9 ạ. Số 9 1.3. Rồi tiếp theo cây số 10, cây này full hộp mọi người nhé. Cây này hàng đẹp lắm, còn mới này. Hàng Ruby bản TR ha. Ruby Dreamline bản TR. Dài 6 feet. Khoen Furisic nè, độ cứng UL. Cái này hộp túi giấy tờ đầy đủ ở trong đây nha. Thông số này. Dài là 6 feet. Lưu mồi là 1-7g, tải dây là 2-5 lb, thu gọn 94cm, nhẹ là 84g, ngọn 1-2 góc 7.4, carbon 99%, giá của nó này, giá cũng khá là cao, 19.200.000. Cái này cái góc đẹp mọi người, nó ruby thì nó rất là nhiều bản nha, nhưng mà bản cần Dreamline TR này thì cái góc nó làm thiết kế cái cán cầm nó đẹp hơn. Đây mọi người, và màu của nó sẽ là màu đây xanh rêu rêu, khá là đẹp nhé. Trên này full hộp hết, phần chui này, pad này, pad rất là đẹp. Sáu mươi UL mét tám nha, cứng UL khoen xích, tất cả nó sẽ là Furisic toàn bộ ha. Đây này, khoen sáng cho, và ngọn của cần đây. Ở đây nó có dính bẩn xíu mọi người nhé, xíu em lau nha. Này, bấm bụi bẩn ở đây đây. Đó. Nếu nó cần thì còn mới đẹp lắm mọi người nha. Bù cũng là bù xích luôn. Cái này giá là 1.400.000 ạ. Ngọn em đo là 1 ly. 1 ly, đây trên hộp có. 1 ly 2. Ngọn là 1 ly 2 nhé. Tổng thể đây, giá cái này sẽ là 1.400.000, 84g ha, full hộp, cái này như cần mới thôi. Đó là mã số 10, 1.400.000. Tiếp theo số 11. 11 là cây 2m4. Cái này 2m4 ạ. Hai khúc, màu của nó là màu nâu đỏ. Đây, phô cây này cũng sáng đẹp này. Có sườn, cây này thì ngoại hình nó có sườn xước. Phần chui đây, chui mút xốp. À, có những cài về vài vết xước lật quẹt ha. Cái này là hàng China xuất Nhật, dài 8 feet là 24, 2 lóng. Lưu mồi là 1/4-3/4 ô dế, tải dây là 8-16 lb. Hàng của Taniyana nha mọi người. À, hàng China xuất Nhật. Taniyana, bát Furi, khoen của cần cũng là khoen Furi xứ xám. Phôi của nó này, người ta làm dạng phôi carbon sẵn caro thế này nhé. À, cái là tem, cái phần tem giá của nó bong tróc thôi, chứ nó không phải là bong phô cần đâu, cái phần tem nha. Sea Flower 802 2m4 ạ. Cứng cái này ML. Đấy, màu nâu đỏ thế này. Cái này ngoài nắng câu đẹp lắm mọi người. Khoen Furi xứ xám nha. Đấy, và ngọn cần đây. Khoen Furi xứ xám, cần nguyên bản hết, đầu bu là Furisic. Cái này giá 850.000. Đường kính ngọn em đo được là 2 ly ạ, độ cứng ML nhé. Dài là 2m4 ạ. Ngoại hình thì nó có sờn nhẹ 160g, giá 850.000.
Đây, mọi người xem lại tổng thể của cần nha. Hàng China xuất Nhật của hãng Taniyana. Sea Flower 802. Giá 850, mã cần số 11, 160g, 2m4. Tiếp theo, mã số 12 là 2m7. Cây này thì màu xanh thế này, đây là một cây carbon luôn. Cái này thì là bát hãng Feng Fury. Tay cầm cánh mút xốp, bát của nó sẽ là bát hãng vặn. Một cây high quality carbon Tracker Jack này, 90ml, 2m7 size ML, carbon xoắn vòng. Feng Fury nhé, cái này Feng Fury xám đen. Đấy, ngoại hình cây này cũng còn sáng nha mọi người. Còn carbon 2m7 cứng ML. Màu xanh thế này. Cái này giá là 700.000. Ở vô đây. Ngọn em đo cái này là 2 ly 9. 2 ly 9 cứng ML 2m70, nhẹ là 234g, giá là 700.000 ạ. Mã cần số 12. Tiếp theo số 13. 13 là một cây Daiwa. Đây, sang phía bên đây. Mã số 13 của em là một cây như mới nha. Cây này thì thiếu hộp thôi mọi người nha. Cây Daiwa Latel, có túi zin của nó này. Daiwa Latel nha. Đây là chi tiết của cây cần. Cần mới nguyên. Tay cầm cán mút, cán hở như này, bát là bát vặn. Daiwa Latel 84L nha. Đây. Dài là 2m52. 2m52 ạ. À, lua mồi 3-21g, tải dây là 812LB, hàng Việt Nam xuất Nhật. Độ cứng L 2m52. Đây, Daiwa Latel, tem nhãn đầy đủ. Khoen nó là khoen xích nha mọi người. Khoen Fury xích nha. Khoen chân cao như thế này đây. Đó, không trầy xước nha, cần mở keng rất là đẹp. Giá cái này sẽ là 1.800.000 nha. Double Fury xích. Cần nguyên zin nguyên bản nha mọi người. Giá cái này là 1.800.000. Đường kính ngọn của nó là 1.7 ly. 1.7 ly. Trọng lượng của cần, mã số 13 nhé, 124g ạ. 124g, giá 1.800.000. Cần số 13, cái Daiwa Latel full túi. Rồi tiếp theo mã số 14 thì em có một cây, cái này là dạng cắm lỡ lai dít nha mọi người. Lai dít cắm lỡ máy ngang nhé. Đây nè. Cái này là chiều dài 2m1, cắm lỡ màu xanh lá mạ. Một cây Light Stick Action 82. Có cái logo phần chui này. Đấy, logo ở phần cán này, màu lá mạ. Cái này màu đẹp nha. Bát của nó sẽ là bát vặn Fury. Tem nhãn đầy đủ đây ạ. Phần ngọn của cần. Light Stick 82 Action. Độ cứng ở đây ghi tại 20-80 ạ. Chiều dài cần là 2m1, khoen Fury xích như thế này ha. Tất cả nó là Fury xích hết này. Cái này mới lắm mọi người. Phần ngọn phía trên đây, rất là nhạt khoen. Ngọn em đo là 1 ly thôi. Ngọn này áo carbon bên ngoài thôi. Trong nó là lõi, bên trong của nó sẽ là đặc đó mọi người nhé. Dòng cần Lajit. Mã số 14, 166g, chiều dài 2m1 ha, giá 1 triệu. Mã số 14 này có giá là 1 triệu nha mọi người. Trên cần nó ghi rõ là thông số. Đây, 20-80 nè. Số độ cứng ha. Cắm lỡ. Và mã số 14. Tiếp tục mã 15. 15 là một cây của Matrograph. Dòng sách tích. Cây này nó có túi. Đây, hôm nay thì nó không có hộp, có túi vậy thôi. Thông số của nó này. Đây là một cây Daiwa Sattic C-Bass Series ST862L. Chiều dài là 8,6, là 2m58 nha, 2 khúc cứng L. Tải mồi là 723g, tải dây 612LB, BE là 0,6-1,5. Khoen của cây này nó sẽ là gồm khoen Titanium và khoen Fury Six nha. Stanley Six Green và Titanium này. Fury Titanium, giá của nó đây. Thấy tờ hộp.
túi nguyên bản của cần. Đây là chi tiết của cần ạ. 2m58, 8,6. Phần tay cầm cán mút xốp, bát vặn. Cái này thì màu xanh thế này mọi người nhé. Có sơn đây, mọi người có thể thấy cái điểm sơn của nó này. Đó, sơn lẹt quẹt lông mèo nhé. Static này. Đấy, của Matrograph. Có sơn xước dạng lông mèo thôi, chứ còn nó không có bị xước phôi mọi người. Khoen cây này là khoen Purisic ha. Khoen đẹp lắm, khoen rất là mới. Là gốc của cần. Và ngọn đây. Mấy cái khoen nhỏ phía trên này nè. Và đầu bu thì nó sẽ là titanium nhé. Còn khoen lớn ở dưới là khoen Purisic. Đầu bu này thì nó ghi chữ T ha. Đây bên đây ghi chữ T này, bên đây là Furi này. Đây là T này, là bô titan đấy mọi người nhé. Những cái khoen nhỏ này cũng là titanium. Còn ba cái khoen lớn đầu tiên thì nó sẽ là khoen Furi xích. Đó, nguyên bản cần như vậy nha mọi người. Ngọn em đo là 1,7 ly. Ngọn 1,7 ly. Cái này giá là 1,5 triệu nhé. Đấy, phần mọi người để ý giúp em, góc nó có những cái điểm lông mèo sơ sơ ha. Cái cây này thì nó không có mới tinh tươi. Đây, có những cái vết sơ xước quẹt quẹt sơ sơ thôi. Còn ngọn thì đẹp, ngọn mới đẹp, khoen cũng mới đẹp nha. Rồi đây là mã cần số 15, nhẹ là 148g và 2m58, cứng L, giá 1,5 triệu, mã số 15 ạ. Rồi tiếp theo mã 16 này. 16 là cái cây cần, cái này là dạng cần câu ten da, người ta ghi rõ mọi người này. Cần câu ten da 2m25 ha. À, bữa nay nó thêm cái thể loại câu ten da gì đây là mọi người cứ search Google rồi câu cá ten da là nó ra. Dùng để câu những cái con mồi tôm chì hay là như nào đó, câu cá đối gì đó. Nói chung là nó đa dạng thể loại lắm. Hôm nay mọi người cứ search Google là nó thấy đây là một cái Alpha Tucker nha. Alpha Tucker ten da và cái này bộ khoen titanium nha, rất là đẹp mọi người. Đây nè, khoen titanium hết. Đây, phần chui của nó đây. Đây, chui của nó như vậy nguyên bản luôn á mọi người. Đây, chui đây. Cây này thì nó có sẵn một cái móc bảo hiểm Alpha Tucker. Phôi đây, cây này mới, rất là mới. Phát vặn. Phát vặn Furi nhé. Hàng này là Made in Korea 5 cho tới 15 này. Tổng số tải của nó rồi. Ultra Contact Tenja TB 225. Đấy, rất là nhiều anh khách biết cái dòng cầu Tenja này. Em thì em chỉ có tham khảo trên website thôi mọi người, trên Google thôi. Đây, cái này là khoen titanium hết mọi người nhé. Tất cả các khoen đều là khoen titanium, cây này nguyên bản hết. Đấy. Đây là gốc ha và ngọn của cần đây. Đồ bô đấy. Ngọn em đo là 1,6 ly. 1,6 ly nha mọi người. Mã cần số 16, 2m25, nhẹ 124g, 1,800,000 ạ. Giá là 1,800,000. Cần mới đẹp nha. Đây là mã số 16 ạ. Rồi tiếp theo em lên số 17. 17 thì cây Hechi ạ. Cây này Alpha Tucker, một cây 2m7 ạ. Cây này cũng rất là mới nha. Cây này là của Alpha Tucker. Alpha Tucker Top Feeder là 2m7 nha mọi người. Của anh Jin 2m70. Bán là Furi nè. Cây này thì ngoại hình nó mới lắm, rất rất mới luôn. Khoen Furi. Đấy, hai khoen Furi ở phần gốc của cần. Và có nút đầu cần đầy đủ. Phần chui của nó là có cái chui đối trọng thế này. Đấy, nhóm này và mình luồn trong thân rất là tiện nha. Những cái khoen này cũng là khoen Furi hết. Đấy, từ vị trí màu trắng trở lên thì nó sẽ là khoen những thế này. Đây là một cây Alpha Tucker dài là 2m7. Đây. Ngọn nó rất là mềm ha.
Giá cái này sẽ là 1.200.000 ạ. Hai chi 2m7, thu gọn là 1m45, trọng lượng cần là 168g. Giá của cần là 1.200.000, mã số 17 nhé mọi người. Mã số 17. Đây, nó sẽ luồn trong thân thế này. Mọi người yên tâm về độ mới, cái này thì rất rất mới luôn. Tiếp theo mã số 18 là một cây cần hai khúc, cây cần ISO biển của dòng Cosmo ACE, một cây cần nội địa Nhật nha. Cái này thì dạng vừa ráp vừa rút, có túi nguyên bản, túi zin và hai ngọn kèm theo này. Ngọn nó sẽ là cắm và thân thì nó sẽ là rút. Cái phần móc bảo hiểm này, cái phần đai này nó hơi bị oxy hóa mọi người nha. Về vệ sinh lại phần này giúp em là được, phần chui ok này. 3m2, ba này là độ cứng của cần. Cosmo ACE, khoen tất cả là khoen phù bì biển, không lỗ khoen nào hết ạ. Không lỗ khoen nào ha, khoen phù bì xứ xám này. Cả khoen biển đây. Này cắt lóng đấy. Ngoại hình thì nó cũng có sườn xước nhẹ. Có sườn ha. Ba lóng rút và đọt ở phía trên là đọt cắm nha mọi người. Đây là cái góc của nó và đọt đây. Hai đọt này thì nó sẽ là hai độ cứng khác nhau. Đây, đọt đen thì mềm hơn. Đọt đen thì nó sẽ mềm hơn đọt đỏ ha. À nhầm. Đọt đỏ nó mềm hơn đọt đen chứ. Đây, đọt mà chỉ đen này nè là nó cứng hơn đọt chỉ đỏ. Hai cái đọt này thì nó sẽ có độ cứng tương ứng là 60 cho tới 100 á mọi người. Một ngọn của nó sẽ 2,5 và ngọn lớn hơn. Ngọn lớn hơn của nó là 2,9 3 ly ạ. 2 ly 9 3 ly, đây là ngọn mềm này. Ngọn cứng hơn này. Cứng 60 cho tới 100, một cây ISO biển vừa ráp vừa rút ạ. Có túi nguyên bản, hàng nội địa Nhật nhé. Cosmo ACE. Nguyên dàn khoen của cái phần ngọn này nó cũng là khoen biển hết mọi người nhé. Đây này, màu đỏ đâu. Đây, nguyên dàn khoen đều là khoen phuri biển xứ xám hết, không lỗ lầm. Bu đây. Rồi đây là mã cần số 18, trọng lượng là 620g ạ. Dòng ISO biển phô rất dày luôn, giá 2 triệu, mã cần số 18 ạ. Vừa ráp và vừa rút nha mọi người. Rồi cuối cùng là một cây cần câu tay. Mã số 19 là một cây tay, cây cần tay, cây này thì nó nguyên cả hộp rất là xịn sò. Hàng này là một cây Daiwa Tournament 10m nha. Đây này, cái hộp của nó sẽ thế này á mọi người. Hộp của nó sẽ như thế này ha, mở hộp này, mở hộp ra thế này. Cái hộp rất là nặng luôn. Cái cần nó sẽ để vị trí đây. Và cây này thì nó sẽ có thêm một cái lóng, có thêm một cái lóng hạ lóng nữa, là cái lóng mà xài size 9m. Đây là cái lóng 9m nha mọi người. Đó, mình bỏ cái lóng đầu tiên đi, sử dụng cái lóng này thì nó sẽ là size 9m. Còn nguyên cây cần thì nó sẽ là 10m. Dòng câu sặc răng á mọi người. Đó, rất là hộp rất là đẹp nha. Thông số trên hộp đầy đủ. Đây là một cây Daiwa Tournament. Giá này 157.000 yên. Dài cây này 10m. Trọng lượng 310g ha. Dài 10m 310g. Cầm cần nó khá là nhẹ rồi. 133cm là chiều dài rút gọn. Ngọn 1.5 ly. Góc 25.9, có 9 lóng này. Đó, dưới đây là gì? Đây, Daiwa Tournament. Đây là cái hộp của nó nha. Túi là túi cần. Túi cần, cái cần thì em đã tháo các lóng ra để quay cho mọi người dễ xem. Là cái túi của nó. Rồi đây là chi tiết của cần ạ. Lóc của nó này. Chui và nút đầy đủ hết hết mọi người nha. Cái lóng hạ lóng nó cũng có nút đầu cần luôn. Đây ngoại hình đây này, đây là cái phần góc. Đây nó cũng có những cái sơ sứ li ti nha mọi người. Đó, tróc sơn li ti. AST Tournament. Nút đầu cần đây, có logo Daiwa Tournament nhé. Các lóng tiếp theo ạ. Cái này thì nó có cái rãnh ABS chống nước chống xước này.
vẫn đầy đủ hết ha. Phôi của nó thì nó những có cũng có vết đẹp quẹt sơ xước dâm dâm mọi người. Đây nha. Đấy, có sơ xước nha, có sơ xước chứ không có mới tinh tươm đâu. Lẹt quẹt này. Ba lóng 6 7 8 9 lóng tất cả nha. 3 6 9 lóng tất cả. Này, tất cả các lóng đều có rãnh ABS hết. Này phô đẹp. Ba lóng còn lại ngọn này. Cái này bu của nó sẽ là bu size 360 nha. Bu size 360 nguyên bản. Có một cái lóng đây này, nó có bị tưa một xíu. Là cái lóng thứ 3 này, từ ngọn xuống tưa đầu lóng một xíu mọi người nha. Đây này, em soi kỹ em thấy này. Mít một xíu, tưa đầu lóng một xíu. Đây ạ. Mình có thể bo chỉ thêm xíu ở đây thôi này để mình sử dụng ha. Đấy, tưa một xíu. Nó không ở bên trong, nó không có tưa bên trong nhé, nó tưa phía bên ngoài. Nói chung là nó bị tước một xíu carbon phía trên á, phía mặt trên á. Đây nha, còn các lóng khác thì nó không có mọi người, duy nhất chỉ bị ở đây thôi. Nó một xíu ở đó thì mình bo thêm một cái lớp keo mỏng ở đó là ok. Rồi, tổng của nó như vậy nha. Nó sẽ gồm full phụ kiện, hộp, túi, giấy tờ và đầy đủ cái lóng hạ lóng xuống size 9m. Thì cây cần này mã cuối cùng nha. Mã cuối cùng là số 19, giá là 2,4 triệu ha mọi người. 2,4 triệu ạ. Rồi, em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm là 19 mã hàng. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em vào số điện thoại 0932 455 407 hoặc kết nối qua Zalo giúp em để chốt đơn ạ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.